xin chào anh chị, chào mừng anh chị và các bạn trở lại với Talk chứng quan trong buổi tổng hợp thị trường ngày 26. Nhận định thị trường và các cổ phiếu ngày 27 tháng 10 năm 2021. À, trước khi đi vào nội dung chi tiết, rất mong anh chị dành một chút thời gian để like và share video đến với những người quan tâm. À, thì đi vào nhận định thị trường ngày 26 ngày hôm nay, chị có thể thấy là phiên hôm nay là một phiên mà phiên index là là bán ra rồi rút chân lên nhé chị nhé. bán ra rút chân lên ở khối lượng mức trung bình. Điểm số này là tăng khoảng 0,4%. trăm à, VN30 À, thì là hôm qua là thùng 20 chị có thấy là thùng màu đỏ thì hôm nay nó tiếp tục nó nhúng xuống nó rút bỏ sau đó nó cũng rút chân lên và đóng ở trên mức mà 20 mà 20 là 1482.04 thì hôm nay là 1 182.62 đúng không ạ Happy Index và HN Index thì vẫn là vượt các cái đỉnh cũ à, thì à, nói chung đối với chị, trường ngày hôm nay á cái nhận định của chúng ta thì các chị thấy là có thể trong những cái phiên nhận định gần đây của mình thì mình vẫn đánh giá là thị trường ở trong cái xuôi sideways kể cả phiên ngày hôm qua không làm được video thì mình cũng có gửi cho các anh chị cả tặng cho anh các anh chị cả cái file excel ở trong uh, group uh, zalo cũng như group telegram á thì mình cũng có nhận định là thị trường ở sideways và nó cũng khá là trung lập à, mình sẽ không tập trung vào mua nhiều cổ phiếu nhưng mà mình uh, cũng quản trị danh mục thôi nếu mà cổ phiếu sai thì đương nhiên chúng ta chấp nhận bị rũ bỏ còn cổ phiếu tốt thì ok chúng ta nắm giữ đúng không ạ và tiếp tục với cái phiên ngày hôm nay thì anh chị thấy là thị trường như thế này thì vẫn là đang xuống sideways nhé khi thị trường mà trong giai đoạn sideways nó được phép lên xuống cái đường ma 20 anh chị nhé sau một cái nhịp chạy như thế này sau một cái nhịp chạy như thế này thì số lượng nhà đầu tư chốt lời ở chỗ này là cái chuyện đương nhiên có thể xảy ra nhé anh chị nhé nó rất là bình thường rất là bình thường đúng không ạ và như thế này thì tiếp tục rũ vào tiếp tục giúp vào và khi mà thị trường rũ vào như thế này thì là tốt nha anh chị nhé tốt bởi vì khi mà những cái nhà đầu, đầu tư những cái nhà đầu cơ mà người ta mua đây mà người ta kiếm được tiền đây thì người ta chốt ở đây là được đương nhiên cái việc mà muốn nó lên tiếp ngay ở đây thì nó rất là khó do vậy là cái việc chốt này là cần thiết và nó sẽ thuận lợi để thị trường đi tiếp anh chị nhé nói chung là mình thấy thị trường hiện nay là vẫn là xu hướng sideways à, cái chiến lược là chúng ta vẫn có thể mua vẫn có thể mua bổ sung cổ phiếu tuy nhiên là cái cách giải ngân thì nên khéo léo chia thành từng lần giải ngân làm sao cho nó phù hợp và tối ưu nhất còn nếu cổ phiếu mà chúng ta bị rút bỏ thì chúng ta vẫn cứ để rũ bỏ nhé không nên cương quản trị danh mục và vẫn có thể mua cổ phiếu thì một số cái thông số khác anh chị có thể tham khảo ví dụ như đây là số lượng cổ phiếu tốt này thì tiếp tục nở ra nhé và trung bình của các cổ phiếu tốt các cổ phiếu có thanh khoản ấy, thì tiếp tục tăng điểm tăng 0,8 phần trăm đây cả thị trường nhé như vậy là khá là ổn đấy chị nhé về các cái nhóm ngành thì đây là chỉ số bình quân của thị trường này ở đây chúng ta xét cái gốc của là ngày 26 tháng 10 anh chị nhé tại sao là ngày 26 tháng 10 Bởi vì ngày 26 tháng 10 là cái ngày mà điểm số thị trường cao nhất và nó cách đây là một này hai ba bốn năm sáu bảy phiên cách bảy phiên chúng ta chọn cách bảy phiên ngày hôm nay và điểm số thị trường ở mức cao nhất chúng ta chọn để chúng ta so sánh để tìm cái thì là sức mạnh của của các cổ phiếu so với thị trường chung đúng không ạ thì đây là chỉ số bình quân của các cổ phiếu tốt anh chị nhé rồi tăng bốn phần trăm trong đó những cái nhóm ngành mạnh ở đây có thể thấy ví dụ như là điện này đúng không ạ xây dựng xây lắp này bảo hiểm này nông sản này bất động sản nhé bất động sản khá là mạnh nha anh chị nhé hóa chất chuyên dụng khá là mạnh nhé à, quần áo phụ kiện này khá là mạnh nhé dịch vụ vận tải khá là mạnh thì nếu các anh chị mua những cổ phiếu bung nổ thì nên chọn những cái nhóm ngành này còn nếu anh chị mua những cổ phiếu kiệt vôn thì anh chị hoàn toàn có thể chọn những cái dòng bên dưới ví dụ mình thấy là cái thép vận tải biển là cái dòng mà cũng bắt đầu kiệt vôn nhé ngân hàng là nằm ở dưới kiệt vôn nhé đây những ngành chính hóa chất cơ bản này đúng không ạ à, đang tìm cái dòng chứng khoán đây đang tìm cái dòng chứng khoán cho mình tìm ở đây đi à, chứng khoán đây đó thì nếu chị mua cổ phiếu kiệt vôn thì nên ưu tiên những cái nhà bên dưới này đấy còn nếu mà chọn cổ phiếu mà 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 mà, mà bùng nổ thì nên chọn nhóm trên anh chị nhé. Thì đây là các cái nhóm ngành mà anh chị có thể lưu ý. Còn đương nhiên nếu mà cổ phiếu các chị nằm trong cái nhóm này thì đương nhiên là tuyệt vời hơn đúng không? Tuyệt vời hơn vì nó đang chạy rồi mà đúng không? Thì hôm nay là khá là nhiều các cổ phiếu bùng nổ nhé. Các anh chị lưu ý là cái file Excel này thì mình hàng ngày mình sẽ gửi trong các anh chị ở trong nhóm VIP. Còn cái nhóm bình thường thì mình sẽ gửi chủ yếu là cái đường link với lại uh, một số các, các cổ phiếu hình ảnh của các cái nhóm cổ phiếu cho điểm mua thôi còn anh chị nào mà có nhu cầu mà 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 xin lấy cái file này á, thì uh, vui lòng like video comment video và inbox cho mình có zalo thì mình sẽ tặng cho các anh chị thì hôm nay số lượng cổ phiếu bùng nổ rất là nhiều nha anh chị nhé, các anh chị có thể nhìn đây này. lượng cổ phiếu bùng nổ này rất là nhiều rất là nhiều này rất là nhiều các anh chị có thể xem đây này nó cổ phiếu vùng nổ này rất là nhiều nhé đấy là 46 cổ phiếu rất là nhiều luôn thì hôm nay những cổ phiếu nào cho cái điểm mua vùng nổ thì anh chị có thể thấy là một số cổ phiếu cho điểm mua vùng nổ ở đây là có TV2, SGP và ANV nằm ở cái nhóm hỗ trợ kinh doanh dịch vụ vận tải và nông sản đúng không? TV2 rất nhiều cổ phiếu bùng nổ nhưng đây là những cổ phiếu bùng nổ vật nền đấy chị nhé TV2 này tv 2 tv 2 anh chị thấy đúng không? Đây là nó là một cái khu vực nền giá là một cái khu vực sideways đúng không? Thì hôm nay là một bùng, bùng nổ dòng tiền vào rất là mạnh. Thì hôm nay nó là một điểm mua bùng nổ cash anh chị nhé đối với TV2 nhé. Uhm. SGP 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 tiếp tục này các anh chị thấy đây điểm mua bùng nổ này, đúng không? Đây là nền này, đây là khu vực sideways này. Cái nền này khá là dài nhé, cái nền này từ tháng 8 8 đến nền tháng 11 gần 3 tháng đúng không ạ? đây điểm mua vùng nội nhé, ANV, à? đấy, ANV này thì mua vùng nội chị nhé, đây là một cái nền rất là dài là từ tháng 7 cơ đó, thì hôm nay là một điểm dòng tiền vào, dụ như cái này là các cái tín hiệu SOS này, Nó kéo lên này, đây là một tạo thành một cái áp này anh chị nhé, Sau đấy thì nó rũ bỏ đúng không, rũ bỏ đóng rút chân lên đóng ở giữa đúng không, tiếp tục nó test đây là một test cung ba nhé, thì đây là điểm mua vùng nội nhé, đấy thì có ba cái cổ phiếu cho cái điểm mua vùng nội ngày hôm nay, anh chị nhớ anh chị lưu ý. À, nếu anh chị mà ngày mai hoặc ngày mốt mà anh chị mua thì chị có thể chọn những cái lợi thế về giá đừng để nó quá cao so với ngày hôm nay đặc biệt nếu cổ phiếu test lại mua thì cũng sẽ ổn oh, anh chị nhé à, đối với cổ phiếu mua kiệt vôn mua kiệt vôn thì chị có thể thấy thứ nhất là nó sẽ thuộc cái nhóm mà các anh chị ở đây này các anh chị có thể xem này cổ phiếu mạnh nhất này đúng không cổ phiếu trên mã 10 thông thường cổ phiếu mà mua rồi mà trên ma 10 thì là sẽ ok là đẹp nhé đây là nhóm cổ phiếu kiệt vôn này đây là nhóm cổ phiếu kiệt vốn và đã test rồi test đây có thể là gọi là test cung ba hoặc là no supply anh chị nhé hoặc là shake out thì sau khi có những cái phiên đó thì nó sẽ trừ đây thông thường là như vậy chọn cổ phiếu lên kia trên thì nó nằm ở đây như vậy nhé thì hôm nay khá nhiều cổ phiếu kết vốn đẹp đấy mình thấy ở các cái nhóm như là bán lẻ tổng hợp này chứng khoán này uh, thép này thậm chí là cả cả cổ phiếu tiên phong banh nhé. nhưng mà nó nhiều quá cho nên mình chọn ít thôi thì chưa nhìn thấy như, như, như FLT nhé lập tên này đấy anh chị thấy này đây. đây là một cái nền giá này sau những cái phiên rũ này đúng không hôm nay nó rũ không được mà kéo lên khối lượng thấp như này thì nó là rất có khả năng nó chạy rất cao nhé VST nhé à, tiếp tục như vậy nhé đây nó đâu anh chị thấy này. nó rũ xuống cái phần hỗ trợ cũ này đúng không nó rũ không chết khối lượng thấp như này thì nó rất dễ để chạy nhé tiếp tục là MBS VVND đúng không MBS này đây, MBS rũ về phía này này dũng không dũ giúp dũ được nữa thì kéo lên thôi vậy nhé dũng không giúp dũ được thì kéo lên nói chung là dòng uh, chứng khoán hôm nay khá là tích cực nhé tích cực ở đây là nó đã test ở cái vùng hỗ trợ rất là tốt đấy nhé vnd vnd thế này các chị đây là một nhịp xe uh, khá là dài đúng không từ tháng 8 hôm nay nhé thì anh chị nhìn nó như dũng này dũng này, zoom này. Đúng không khối lượng lớn này hôm nay dũng không được này giúp ở m20 đây là dũng ở ma 20 nhé dũng được kéo lên thì là ok nhé chị nhé đấy vci và cts VCI Ok tương tự nhé VND nhé nhá khối lượng thấp nhé đúng không DTS DTS ok nhé Cái này rút này rút không được rút lên này Đúng không ạ Tiếp theo là FMC này FMC cái gì thấy đây rút này Rút nhé Rút này Rút mạnh không chết này Đúng không ạ Thì là rút cho lên là ok nhé Thì giúp Dũ. Dũ không chết thì là sẽ ổn. Oh, Dũ không chết thì hôm nay bản chết hôm qua là một sách ao nhé. Bản chết là một sách ao. Spring day spring. Nói chung là rất là đẹp ấy. Như này đẹp ấy. <laughs> Tiếp theo là đến cổ phiếu F, c uh, SMC. SMC là thép đúng không? SMC, SMC. SMC này chị thấy đúng không? Đây là rút rút bỏ M20 này. Rút chân lên này. Đấy thì như này cũng là tích cực nhé. Thì anh chị có thể khi mà mua thì hôm nay nếu này mua tại vì hôm nay thứ ra thị trường lúc gần cuối phiên mình cũng không theo dõi hết được mấy cũng nhìn thấy nó cũng chưa đủ các cái thông tin cho nên cũng không chia sẻ với các anh chị nhưng mà những cái cổ phiếu này, này là anh là sẽ chia sẻ với các anh chị trong phiên ngày hôm nay này đấy nhé và hai ba cổ phiếu cho đến mua vùng nổ này tv 2 này skp và ANV này ngoài ra một số cổ phiếu cho để mua kiệt vô nhưng chị nhận thấy chị có theo dõi cái đấy còn khi review á, thì các anh chị mà nắm giữ các cổ phiếu mà các anh chị cứ thấy nó trên mà 10 như này này thì đây là những cổ phiếu kim cương rồi nhé các anh chị nhìn thấy cái dòng nào mà nhiều cổ phiếu nhất thì đây là dòng mạnh bất động sản là quá mạnh à đúng không bất động sản quá mạnh à chứng khoán này ok này bất động bảo hiểm này ok này hỗ trợ kinh doanh ok này anh chị nhé dịch vụ bất động sản này vận tải này dược phẩm này hóa chất chuyên dụng khai khoáng này khá nhiều dòng rất là ok nhé đợt này số lượng cổ phiếu mở rất là nhiều số lượng cổ phiếu mở rất là nhiều luôn anh chị ơi thấy này hiện nay có đến là 300 mấy cổ phiếu rồi rất là nhiều nha thì rất là thị trường như thế là nó đang nở rất là mạnh thì thì cách mua thì chúng ta cũng mua đi vốn theo một cổ phiếu mua khoảng ba lần nhé lần một thì các anh chị có thể thăm dò thấy ok mà tăng có lợi nhuận thì chúng mua gia tăng mua gia tăng khoảng hai đến ba lần bốn lần nhá để làm sao chúng ta đạt được cái mức uh, giá trị mua kỳ vọng còn về review cổ phiếu ngày hôm nay á, thì mình sẽ review không review hết được mình sẽ review một số thôi anh chị nhé mình sắp xếp cho nhóm ngành này mạnh nhất này tốt nhất này đúng điểm này, các chị có thể thấy một số cái nhóm như ví dụ bán lẻ tổng hợp này. Thì là nó đang ở cái vùng sideways cũ nhá anh chị có thể nhìn thấy ví dụ như DGW này. À, đây. Ft này, kiệt vôn đúng không? Vừa nãy vừa nói đúng không? DGW thì nó cũng là trong cái vùng uh, sideways thôi nhé anh chị nhé, nó là trong cái vùng sideways. Vẫn ok nhé đấy. Pet này, pet này đây là một nhịp chạy này, nó rú nó rút khoảng 10 10 thông thường nếu mà mua đây thì chúng ta nên bán ở phía này rồi tức là nhanh là nhanh hẳn là chậm là chậm hẳn đúng không còn nếu mà chúng ta mua chậm hẳn thì chúng ta phải chờ cổ phiếu này có thể đây nó sẽ là một cái nền mới anh chị nhé sẽ thành một cái nền mới ở đây đây nó hình thành một cái nền mới nhé thì nếu bán là chúng ta phải bán ở phía này rồi anh chị nhé nếu bán là phải bán rồi còn nếu mà chưa bán thì có thể nó sẽ hình thành một cái vùng hỗ trợ đây này ở cái mức 29 đây này anh chị nhé thế di động ở trong vùng xe quay thôi nhé trong vùng xe quay Chúng và khối lượng nó bắt đầu đang có dấu hiệu kiệt dần nhé quan sát thôi một cổ phiếu này thì bỏ qua nhé VSD đúng không cổ phiếu kiệt vô chúng ta vừa nói đến nay đúng không ạ cổ phiếu này thì uh, AST này thì nguyên tắc của mình á là mua là phải bán rất nhanh đúng không nếu nếu ví dụ cổ phiếu mất như này để mua bùng nổ này chạy phát là MA10 mình bán luôn mình bán đây cái này thủng MA10 mà còn sau đó nếu mà ok ta lại mua lại như nó ở mua là một cái điểm khác anh chị nhé nó là một cái điểm nền nhé đó bất động sản thì rất nhiều dòng cổ phiếu mạnh đúng không ITC VC3 VC3 nó là dạng bó cung đấy nhé bó cung nhưng mà nó cũng sẽ chạy được đấy. HLD ok này đấy NTL ok này đúng không NTL rất là đẹp anh chị có thấy nhé đây là cái vùng mà mà spring nhá sau spring xong nó chạy rất là ổn đúng không nó chỉ có một cái điểm ở chỗ crack này thôi tức là ở cái vùng kháng cự cũ thôi mà khối lượng cũng cao xong nó chạy luôn chạy tít luôn đúng không ạ đấy thì cái chị cần nắm giữ thôi đúng kiểu mua thì ok đúng không lgl này thì đây, cổ phiếu này thì không phải là cổ phiếu đẹp không phải là cổ phiếu đẹp nhưng mà nếu anh chị nắm giữ thì nó đang lên được nhé nó thì qua điểm mua vùng nổ đúng không đấy thì đây nó là cái vùng nền của nó này thì anh chị nắm giữ vẫn ok nhé 55 đúng không? 55 thì chạy tít rồi đúng không? Chúng ta đợt trước cứ nói nó là mãi không chạy đúng không? Thế bây nó chạy rất là ổn đúng không? Anh chị thấy này các cái điểm đúng không? Đây là điểm này, đây là test này. Thế lại cái này này đúng không? Sau đó thì rất là ok đúng không? Nó có chạy. Nhưng mà chỗ này thì nó sẽ khó mua một chút với các anh chị bởi vì các anh chị thấy là cái khối lượng nó khá là cao. Khối lượng nó khá là cao, chỗ này khối lượng khá là cao này. Đấy, những cái phiên bán đỏ này khối lượng nó khá là cao thành ra là cái việc mà chúng ta chọn được của 55 này rất là rất là khó đấy cũng khó Đấy, nhưng mà ok nhé 55 cho lợi nhuận tốt nhé đúng không D2D này ok này VCR VCR thì đang gặp ở cái vùng kháng cự trước này nhé tích lũy nó sẽ kiệt vốn một chút xong nó sẽ chạy ra Đấy, thì bất động sản mình thấy nó là cơ bản là nó cũng đang là đẹp nhé chị nhé thì chị nằm giữ nếu mà trên MA10 thì ok nhé ví dụ như cổ phiếu vừa rồi mình có thể thấy là rất đích này rất đẹp này đích của nhà từ liêm đúng không rất là ổn nhé đúng không chị rất là ok đấy bất động sản bất động sản nhiều cổ phiếu đẹp nhé thì các anh chị cứ trên MA10 thì các anh chị nắm giữ còn đúng không? Còn mà trong nền, trong nền thì chúng ta sử dụng MA20 đúng không ạ? Là ok nhé. Còn đối với dòng uh, uh, gì nhỉ? Bảo hiểm, bảo hiểm thì ok rồi, BMI đúng không? Qua để mua nổi nổ thì mới anh chạy. Đấy. BBH, BBH nhé thì hôm qua để mua bùng nổ hôm nay như này thì không vấn đề gì nhé nó là áp có lượng thấp thôi. vấn đề gì? VNR, VNR thế nhé, VNR thế nhé. Các anh chị thấy là đối với những cổ phiếu BMI hoặc VNR này chúng ta không phải là chúng ta phát hiện ở đây mà chúng ta phát hiện ở từ những điểm này rồi cơ anh chị có thể xem lại clip mình chia sẻ chúng ta đều phát hiện ra những cái cổ phiếu này từ những cái điểm kiệt vôn này chúng ta đã tìm ra nó từ những cái phía này rồi cơ chắc chắn luôn các anh chị xem lại những cái video những ngày này, này chúng ta đã phát hiện nó rất lâu rồi đúng không cái như này ok này chứng khoán nhé chứng khoán thì hiện nay là một số cổ phiếu đang chạy với APS ok nhé PD nhé PD thì nó đang rũ như này và khối lượng nó đang có dấu hiệu kiệt dần nhé đây là một upturn nhưng mà một số cổ phiếu bên dưới thì sẽ ok hơn với HBS này thì sau phiên này, như này thì nó cũng không phải là đẹp với cổ phiếu này thì hòa bình thì không phải là đẹp nhé bởi vì ba cái cây này nó thể hiện là nó, đây là một up này đúng không đây một bán ra khối lượng thấp này hôm nay rút chân lên này nó không phải nó không phải là quá đẹp nhìn bởi vì nhìn nó bị nó khá là rộng nhưng nhưng mà nếu anh chị nắm giữ thì vẫn ok nhé vs này thì đây là bùng nổ đúng một bùng nổ về nền này đúng không chứng khoán nhá vì này ok này với cổ phiếu này nó rút chân lên này đúng không Nói chung mà mình nhìn thấy trong chứng khoán này ok nhá thì xe khối lượng là kiệt dần này AS thì, thì vẫn nắm giữ ok này khối lượng kiệt dần nhé đúng không khối lượng nó kiệt cổ phiếu này thì không phải đẹp Tự như một số cổ phiếu khác mình thấy cũng khá là ok Điều như này, này ORS này là ok này nhé cũng cái vôn kiệt dần này AGR này FTS FTS thì đây là một cái khu vực xe quay của nó này cái gì thì đây một cái nhịp rũ chốt lời này đúng không hôm nay rũ rũ mà 20 hôm qua rũ mà 20 này rũ không chết nó kéo lên thôi đúng không ạ đấy đấy MBS ok nhé nó rũ rũ hôm qua rũ mà 20 đúng không? hôm nay rũ đáy này rũ vùng hỗ trợ kéo lên này thì đây là một dạng spring nhá là đẹp nhé nói chung dòng chứng khoán này mua kiệt vôn được đấy hôm nay rất nhiều cổ phiếu trên ch chưa, ch ch được mua kiệt vôn được viên ok này đấy. LNA thì là SNI các chị thấy đây là vùng đây về hỗ trợ đúng không? giúp bảo vùng hỗ trợ khối lượng lớn. Hôm nay tiếp đạp xuống không chết đúng không? thì đây là một spring anh chị nhé. spring. Nếu mà ngày mai á mình thấy nếu anh chị nào chưa mua thì ngày mai mà nó bán ra khối lượng thấp nó test lại cái này này. khối lượng thấp ở đây thì hoàn toàn có thể mua được anh chị nhé. chung nó cũng ổn đấy. ra dòng chứng khoán nhé dòng dòng thép đi. dòng thép đi nhé. dòng ngân hàng trước đi nhé. dòng ngân hàng thì có EVF là ok đang chạy này. Tiên phong, OCB, OCB, rút chân lên thì vẫn chạy, thì làm giữ ok nhé. PKB nhé, PKB thì nó trong một xe quay thôi. Rồi, MSB trong một xe quay. Chung cổ phiếu ngân hàng thì vẫn chưa, chưa, chưa đẹp lắm nhé, vẫn bình thường. Nhưng một số cổ phiếu, rất nhiều cổ phiếu kinh xuống này, BAB này. MBB này, không rõ này, khối lượng thì kiệt nhé. Khối lượng kiệt nhưng mà cái cổ phiếu này đợi nó bùng lên thì chắc cũng sẽ mất thời gian. SB cũng thế này, chung dòng ngân hàng thì thế này không đẹp mình thử đi cái vòng khí đốt này cho anh chị xem khí đốt này à, asp asp này đúng không? Cái anh chị thấy rũ này bắt đầu sau khi rũ xong thì hai phiên mua lại này đúng không? Nhá thì sau khi rũ rũ mà không chết thì nó sẽ mua lại là ok vs vs rũ nhá rũ rồi mình kéo lại đang mua lại nhá ok nhá dòng dầu khí thì ổn nhá ừ. đây là rũ này rũ này đây là phiên rũ mà không chết này đúng không thì ok nhá ừ. Chúng mấy cổ phiếu này ok nhá giúp mà không chết thì nó sẽ ok thép thép ví dụ như tns này thì đang chạy ok nằm giữa này đúng không H1C ok nhá nằm giữa anh chị thấy nằm giữa nhá hôm nay nó lấp lại cái hôm qua hôm nay nó, nó lấp lại cái cáp này nhá thì nó rút chân lên như thế này thì cũng là ok nhá không vấn đề gì ừ. cổ phiếu gì nhỉ aitq thì đây là bùng nổ vấn nền này đúng không thì xong mấy phiên tích lũy thì nó có khả năng chạy tiếp Sơn Hà thì xuống xuống để bỏ qua nhé Nam Kim, Nam Kim thì hôm qua là nó rút ở MA10 đúng không Xong này nó lại rút chân lên luôn đúng không Thì vẫn nó vẫn chạy được nhé Tức là theo Magnivini nói rằng là khi mà cổ phiếu nó chạy như này này Thì chúng ta có thể chấp nhận tối đa là một phiên thủng MA10 nhé Chấp nhận tối đa một phiên thủng MA10 Đấy là cái việc mà chúng ta có thể xem xét nếu chúng ta mua những cái điểm này rõ ràng các anh chị mua những cái điểm như này thì rõ ràng các anh chị có cái lợi nhuận ở đây đúng không? Thì một phiên này thì đương nhiên sẽ không làm cho chúng ta sợ ai nếu chúng ta có lợi nhuận đúng không Đấy, ngoài ra đấy VGS là ok này TV này ok này đấy, TLH ok này tích ok này nhé TDS thì đang ở kiệt vôn ở cái vùng hỗ trợ nhé đấy, Hòa Phát Hòa Phát thì đây là hôm qua giúp ở MA 20 đúng không hôm nay giúp tiếp MA 20 giúp chân lên như này là ok anh chị nhé đấy, mấy cổ phiếu SMC này ok giúp chân lên này giúp ở MA 20 giúp chân lên này Hoa sen thế nhá, dù MA 20 mới rút chân lên thép ok nhé, nói chung là theo mình thấy là thép chứng khoán là vẫn ok nhá thép chứng khoán là vẫn ok vật liệu xây dựng này nhiều cổ phiếu đẹp này thiết bị xây dựng mới lại bị nhiều cổ phiếu đẹp xây dựng xây lắp lại nhiều cổ phiếu đẹp này đấy pdb này ok này. Cổ phiếu này lợi nhuận rất tốt đúng không ht 4 này v hai này đấy bce này lợi nhuận tốt này đúng không ltltd này đấy hdd này. Cổ phiếu này lợi nhuận rất là ok nhé nói chung rằng là khá là ok thì nhé nói chung thì mình thấy thị trường nói chung là cũng khá là trung lập và ổn nhé anh chị nhé trung lập và ổn việc mà chúng ta mua thì nên tránh mua gọi là theo hiệu ứng FOMO như mua đuổi nha, nếu anh chị có lợi nhuận ở những cái cổ phiếu mà mua bùng nổ rồi thì anh chị có thể gia tăng ngoài ra các anh chị thăm dò nhé thăm dò mình thấy rằng là với cổ phiếu chứng khoán ok đấy trong cái list này này đấy. ok chị nhé thì anh chị muốn mình review và phân tích thêm cái dòng cổ phiếu nào thì các anh chị vui lòng comment ở phía dưới video mình sẽ làm các cái video hướng dẫn hoặc sẽ giải đáp thông qua các cái trả lời các comment các anh chị thì hy vọng và các cái bản tin này cũng phần nào giúp ích cho các anh chị uh, trong cái hoạt động đầu tư chứng khoán của mình cái đầu hoạt động kinh doanh chứng khoán của mình uh, thì các anh chị uh, đừng quên uh, đăng ký kênh cũng như, như nút của chuông để nhận các cái bản tin mới nhất từ góc chứng khoán ok cảm ơn các anh chị chúc các anh chị buổi tối vui vẻ chào tạm biệt và hẹn gặp lại